cái này hình như là cái cốt hồi trước của chú Cụi, thành thử ra hôm nay là kêu cô Nga, nhớ cô Nga không, nhớ cô Hằng, thấy không? Ta lên ta giảng viên, ta lên ta đọc cô Hằng mà giấu cái tên cô Hằng hoài, ta đâu có chịu. Cái vụ này là mai mốt là tới nhà là chắc chắn không có cà phê rồi, phải không? Chắc cô Hằng mà kêu cô Nga, quẹ ông này là thuộc gì lắm, là chú Cụi rồi. Nói vui chút nha quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lễ kính đức thầy. Kính thưa các bậc lão thành, cũng như kính thưa quý vị cụ ở đây đây. Ở đây nhìn thấy cụ nhiều quá nha. Thì kính thưa chư quý vị thì kính mến. Thì nhân dịp hôm nay thì đến đây thì cũng đến nhà của chị Năm đây. Nhưng mà hôm nay cũng sẵn được cái dịp quý vị. Thì trước đây mình đây cũng có nhiều lần, tức là tại đây là nhà chị Năm. Thì đây là cũng như là một cái chỗ là chị Năm đây là một cái chỗ là tổ chức. Nhưng mà tất cả những nhà tại chợ hồi trước giờ đó là rất nhiều quý vị. Thì đến đây, trước đây á, thì để cho quý bà con mình đó gạo nè, nước tương nè, rồi trong đó có mì và tất cả. Nhưng mà hôm nay có một món quà đặc biệt quý vị. Chút xíu nữa báo cho quý vị nha, một món quà đặc biệt nha. Đó, thành thử ra hôm nay á, dù đó là một cái những mà trước đây á, ví dụ gạo tương mì nó không có bao nhiêu quý vị, nhưng mà có câu nói là một túm khi đói bằng một gói khi no, thấy không? Bây giờ quý vị gặp hoàn cảnh khó khăn hay gì đó thì đến đây dù 5 kg gạo hay 10 kg gạo quý vị ăn cũng đỡ cho qua ngày. Nhưng mà quý vị mà mai mốt quý vị mà lỡ có trúng độc đắc thì bây giờ chỉ 5 kg gạo, 10 kg gạo quý vị đâu có cần, phải không? Thì đó gọi là một túm khi đói bằng một gói khi no. Thì bây giờ gặp hoàn cảnh đó, bởi vì thầy nói là giúp kẻ đói mới nhầm, thấy không? Hình thể ra hôm nay bây giờ quý vị biết đây, thì tất cả những có tôi hỏi chị Năm là những nhà mạnh thường quân đó, thì hôm nay để tặng cho quý vị là mỗi một người một cái máy hát giảng. Thì đây là cái người này giấu tên quý vị, thực tế là tốt, thấy không? Thì có cái câu mà thầy nói hãy tìm kiếm cái không mới có, đây là cái không thiệt. Người ta không có danh lợi, người ta nói rằng là cho cái máy này, không có nói là ông Bút, ông Sang, ông A, ông B gì mà cho cái máy cho cô bác, thì đấy là danh. Còn hôm nay người ta không có nghĩ danh quý vị, ta cho cái máy này nhưng mà không biết chủ nhân đó là ai. Thì hôm nay quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho chủ nhân này quý vị. Thì hôm nay quý vị mà cộng đồng mạng mà có thấy gì ha, thì đây là một chủ nhân để cho cái máy này. Thì chúng tôi xin thay mặt quý cô bác đây hết trơn, nếu mà người nào mà để tặng quà cho những cô bác này cái máy mà nghe giảng này đây, thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đó. Thì kính thưa chú quý vị, để trở lại chương trình hôm nay, thì chúng tôi chắc chắn là tôi cũng không nói gì nhiều cho quý cô bác ngồi lâu, bị trời này bây giờ đang nóng được quá thêm quý vị rồi. Tôi nói trong vòng khoảng 30 phút thôi. Thì bây giờ trước hết quý vị biết không, hồi đó đó thì tôi thấy một cái vị này quý vị mới phát tâm ăn tương đây, mới tu mà không biết là sao mà ổng nói ổng chết đi sống lại mà bây giờ ổng tu luôn tới bây giờ đó quý vị. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng đạo để bước lên đây để có qua trao đổi với cô bác là cái thành phần của mình là như thế nào. Để tôi mời đồng đạo bé Hai bước lên. Cho chú Hai Nai chạy có tay. Quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Kính lễ đi. Và bữa nay có ông này ông. Bây giờ trước hết thì tôi cũng xin hỏi đệ Hai ha. Đệ Hai năm nay nhiêu tuổi rồi? 60 ạ. Đệ Hai năm nay 60, bởi vì tôi cũng hơi lớn đệ Hai chút xíu, là vì tôi hơn đệ Hai, nó có một cái là tôi có hơi bộ râu, thấy không? Thành thử cũng hơi già hơn đệ Hai nữa, thấy không? Thì tôi cũng lớn tuổi hơn nữa, thì hôm nay tôi kêu bằng đệ. Thì kính thưa chư quý vị, đệ Hai thì cũng mới phát tâm ăn tương đây thôi, mà tại vì sao phát tâm ăn tương? Là tại vì cái thời này đệ Hai biết là cái vô thường, nhưng mà cái này đặc biệt một cái nữa là tại vì ăn tương do là trời đã độ, ông bà độ, hôm nay ông mới còn sống như vậy. Chứ không thôi là hôm nay là ông dắt này ra ngoài cỏ mới chắc có là có bông rồi, chứ không phải là phải rồi. Thành thử ra bây giờ như vậy là để coi coi sao mà để cái cách nào mà để đó là cái cách làm sao mà chết, mà cách bằng cách gì chết, mà chết bằng cách gì ha. Kể chết bằng cách gì mà tại sao hôm nay là để còn đứng đây mà để khỏe khoắn ha, ăn tương vậy đó, là để kể cho nghe. Là bồ gì đó
trước hết cũng và đồng đạo với lại đây có nhân viên lại gia đình của Năm Lụa, tôi xin nhắc lại cái này chút xíu, nói chuyện của tôi là có nghĩa cái đoạn của Đức Thầy ông nói miễn tròn bổn phận hay hơn bản vàng. Cảm ơn cái máy hát giảng Nam Mô Di Phật. Thì xin trả lời nói về vấn đề của kỷ niệm của tôi Nam Mô gì đó. Kính thưa quý vị, hồi nhỏ lớn nói miệng hồi nhỏ lớn thì thật sự mà nói thì cũng không có ăn tương được một buổi, bởi vì đời thì không có biết cái đạo là cái gì quý vị, mà không biết tương buổi nào ở trên đó. Nhưng mà nhân dịp là ngày rằm tháng 7 là ngày rằm lớn, thật sự mà nói thì bữa đó như vậy là xung quán của mà Sơn thì ở đây quý vị biết hết trơn, thì ăn được một buổi sáng buổi tương, thì sáng thì cứ giác cái bữa trưa ra đồng đổi tướng sớm về đi đắp dỗ. Thì thật sự mà nói thì ra đó thì bắt đầu là cái bu tưa là nó ghi điện vô mà nó không có phát điện, rồi lấy cái tay đó mà có nghĩa là làm chỗ này nè, là điện nó có giật đó thì coi như là mình quéo lại cho nó không có dính vô. Thì từ cái chỗ đó thành nữ ra là nó giật một cái băng rồi phóng ra, mà sáng sớm đó quý vị, mùa xương ướt, thành thử ra cái mùa tưa nó chạm ở dưới mùa xương dưới đất mình phóng ra cả mét rồi, nhưng mà điện chặt giật hai cái giò cứ ngắt. Nhưng mà thật sự mà nói thì hết sức mừng, điện giật mà dòm lên dòm xuống thì không thấy ai hết. Mình có nghĩa là mình được ăn tương được buổi sáng, nhưng mà nó tới 30 tuổi mà mới ăn tương được cái buổi sáng, mà ăn cháo tương bát tán gì mà mừng đăng niệm Phật mà để chết. Thì như vậy là mình niệm Phật chừng 7 tiếng thôi, thì như vậy là trong tâm phát ra nói ô thôi ráng và phóng ra, phóng mạnh ra. Thì như vậy là mình nghe phóng mạnh ra thì thật sự mà nói thì phóng ra là mình sống lại. Thì thật sự như vậy, Nam Mô Di Phật có nghĩa là nhờ con cái chết mà mừng mà chấp tay niệm Phật. Thì nhờ cái nhân viên, bởi thầy nói gom được nhành lá rụng gieo trồng giống xưa, gom nhành lá rụng dung trồng giống xưa, dung trồng giống xưa. Thật sự mà nói thì nhờ cái bệnh, thì như vậy là sáng bữa sau lợi đó là giác cái mua tưa ra để tứ, thì là rắc mua tưa ra tứ thì nó bị điện giật rồi, nó bị nhức sống không có tứ được, mới đi xuống bác sĩ chích thuốc rồi vô bệnh viện để khám bệnh. Nhưng mà thật sự mà nói thì mình không có nói mình bị điện giật, nhưng mình nói là bị gai cục sống thôi. Thì từ cái chỗ đó mà cũng có nhân viên, thì nói chung là không còn ham muốn cái chuyện làm ăn gì nữa. Thì từ cái chỗ đó mà phát tâm mà mình hiểu được chỉ là buông xả. Thì thật sự thì mặn gãy thì nợ nàng này kia nọ, thì thật sự là mình nói là không còn ham gì nữa, là có nghĩa nghĩ không không mặn nữa là bán đặt. Nhưng mà tốt có cái là con nó cũng kẹt tiền từ cái chỗ đó, rồi mình mới nhường lại cái của cải tài sản nhân quả để cho con cho rể, mà nó lo thì mình lo tu. Mà thật sự mà nói tu thì không biết tu làm sao nữa, vậy ăn tương cũng biết luôn. Nhưng mà Nam Mô Di Phật này là đắm bao, thì cái ngày đám dỗ của gia đình phải bào phải đào với chị Ba Hữu biết, thì gặp ông bạn chiến hữu hồi xưa ăn nhậu, mà bây giờ ông tương lên đám dỗ. Mà nhìn thì em không nhìn, lúc đó mình chưa ăn tương đi đứng vỗ thôi, thật sự chưa ăn tương. Thì như vậy bữa đó nằm bao sao mà đi lên tới lễ rồi 8 năm mà nằm bao rồi thấy ông dắt đi, mà nằm bao nha, dắt đi lên trển. Thì sáng là sáng ngày ra là canh đầm chiếc xe ra. Nhưng mà mình hên có cái sau này mà tu mình biết, hên có cái là có cái tinh thần đó. Tu sao mà chẳng hiền lương, không lòng bố thí, chẳng thương cho nghèo, sư giải bóng phai nha. Thì như vậy thì mình cũng không có tiền nha quý vị. Rồi ra chiếc xe như mỗi lần mình đi mình lên thôi, nhưng mà đi ra thấy đông quá đi về, mà chiếc này dẹp cái nón theo để coi những người già hay là những người nào đó, người ta đi bộ mà ta không có đi xe mình chở người ta, mà nhờ có cái tinh thần đó thì mới đi thẳng lên tới Bến Đò. Thì như vậy là gặp con chức cao y như Điềm Chi Bao, rồi dắt qua bên Tổ Đình xá ba xá như vậy, rồi thì ra giếng đức ông đức bà, xong rồi về nhà có gì đâu, nhờ đồng đạo Nguyễn Giái. Mà thật sự mà nói mà Nguyễn Giái đặng cho mình ăn tương, nhưng mà giái chứ mình mong muốn mà làm phước thôi quý vị. Chỉ ngày 18 tháng 5 mà gieo duyên với Đức Thầy, mình nhờ cái tình nghĩa bạn bè mà để mình nguyện mình giái, thì vì đồng đạo gì mình ăn gì mình ăn cái đó. Thì mình muốn ăn gì mình ăn, chứ ăn thì ăn tương ngày nay thôi, nhưng mà bạn bè về rồi thì mình ăn gì mình ăn. Nhưng mà thật sự mắc kẹt quý vị,
Thì như vậy gia đình đã 7 người thì đồng đạo về là ăn tương hết. Ở đây cả sớm người ta cũng vẫn biết. À, như vậy là dễ thôi, tôi cũng ăn tương, vợ cũng ăn tương, con cũng ăn tương, em cũng ăn tương. Rồi như vậy là tôi ăn luôn tới bây giờ luôn nha quý vị. Nam mô Di Phật. Là cũng nhờ là quen linh của Đức Thầy, Tổ và Thầy và đồng đạo. Nhưng mà tôi sao không biết quý vị, không biết tu sao. Nhưng mà thật sự là nhỏ lớn tôi không có tiền, mà nhờ cái không có tiền đó. Nhờ không có tiền mà tôi không bị nạn gì trơn quý vị. Không bị nạn gì hết. Bởi vì à, vợ cũng không thấy tôi không có tiền, mà em cũng không thấy tôi cũng không có tiền, mà cháu cũng không thấy tôi không có tiền. Bởi vì tôi đã buông xả hết rồi, không có tiền. Thì không có tiền là mình không có nạn. Nam mô Di Đà Phật. Thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn đệ hai. Thì đệ hai này nói gì đó chân thành, thật sự là nói như vậy đó quý vị. Đệ hai này hồi đó cũng là nói gì tứ lỗ tường bốn vách nha. Đệ hai này cũng không có tha chỗ nào đâu. Đó là coi như cờ bạc rượu chè cái gì đó thì đệ hai này cũng không có bỏ đâu quý vị đó. Nhưng mà từ ngày mà đệ hai mà nói là chết đi sống lại đó, thì hôm nay là đệ hai nói là nhờ Phật độ thì hôm nay ăn thương ăn chay tới bây giờ. Thì thật sự ra tôi nói quý vị nghe đó, cái thời cuộc này bây giờ đó, nãy giờ đệ hai mà kể qua quý vị mà có nghe rõ đó, nếu mà hôm nay quý vị mà không ăn tương ăn chay mà không tu theo được là Đức Thầy của mình đó nghe quý vị, mà trong cái tỉnh An Giang nó thật quý vị là nó uổng lắm quý vị. Mà Đức Thầy cho biết nè, Tây phương thật quá xa ngàn, thương xót Nam Kỳ lại An Giang, đói thấy sớm liền giờ thêm bất chán, yêu đời may muội lắm bằng gan. Mà hôm nay Đức Thầy chúng ta ngồi cõi Tây phương cực lạc ở trển đó quý vị, thấy không? Mà Đức Thầy phải còn xuống đây mà chịu cảnh hồng trần, thấy không? Thì ở hôm nay đó Thầy có nói rõ ràng đó, Thầy khùng trò lại quá điên, khùng điên mấy tháng tình duyên ai ngờ, thấy không? Thì tới là hôm nay thì tôi nói thật với quý vị đó, thì thôi bây giờ để tôi trở lại cho mau hết quý vị. Hồi nãy tôi nói là có 30 phút mà bây giờ nếu mà trở mà nếu mà nói thì nó dài quá quý vị. Thôi bây giờ tôi nói trở lại từ thiện đi. Bây giờ hôm nay cái máy hát giảng này quý vị, thì hôm trước nay á, tại nhà của chị Năm này đây đó, cũng có một hai lần có phát máy hát giảng, và đa số thì nhiều nhất là phát gạo phát đường. Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt hết nha quý bà con, tức là quý bà già, cô bác. Đây tôi nói ra ít thì quý vị hiểu nhiều. Cái máy hát giảng này nó hai cái hai mặt nha quý vị. Một cái có lợi và một cái không có lợi. Bắt đầu tôi nói có lợi là gì? Tôi nói không có lợi là gì? Nó tại sao máy hát giảng, máy thuyết giảng mà tại sao nói không có lợi? Thấy không? Thôi bây giờ tôi nói không có lợi trước cho quý vị nghe nha. Nói không có lợi trước. Thì cách đây không bao lâu quý vị, tôi gặp một cái anh này đó chắc độ cũng khoảng cỡ 60 ngoài tuổi. 60 ngoài tuổi. Ảnh đi cầm một lốc kiến thiết anh bán. Mà hình như là ảnh mặc một cái áo mà cái áo giặt miễn. Mặc cái áo giặt miễn mà ảnh cầm bán kiến thiết bán. Thì bắt đầu là ảnh đổi cái nón nó vô thì gặp tụi tôi đang ngồi vậy. Ảnh vô ảnh xin tiền. À quên, ảnh bán kiến thiết chứ. Nhưng mà tụi tôi đâu mua. Bán kiến thiết là tụi tôi không mua đâu. Vô ngồi nói tôi không nghe thì ông kia ông xách cái máy hát giảng ra ông cho. Ông nói tôi bây giờ thì con mắt tôi không thấy, mà bây giờ tôi không đọc giảng được. Thì nó ủa ông không giảng được thì tôi giờ tôi sẵn có cái máy đây. Có cái máy tôi lấy cái máy trộn luôn. Ông về ông nghe giảng. Ông nghe thuyết giảng thuyết trình để mà tu theo lời theo thật theo thầy. Thấy không? Nhưng mà nó có một cái là tại sao tôi nói không có lợi quý vị. Đây là những người cô bác của người ta bỏ ra một số tiền. Phải không? Công người ta muốn làm ra có tiền là sao quý vị? Cũng là đổ mà hôi sốt con mắt người ta mới có đồng tiền. Có đồng tiền để người ta bố thí cho mình là cái gì? Để tạo cái phước mình nghe được. Mình nghe được rồi người ta đặng mà ta có cái phước. Quý vị mà tu á, mà quý vị mà mai mốt mà được ăn chay niệm Phật rồi đây người ta mừng biết bao nhiêu nói quý vị. Phải không? Người ta phát cái máy cho mình. Đặng mà mình nghe, đặng mình ăn tương, ăn chay niệm Phật để mà người ta tu. Mà bây giờ quý vị có tu rồi đó, người ta có lấy được cái gì đồng bạc đồng xu nào đâu, thấy không? Mà ta bỏ tiền ra nữa là bây giờ như vậy, là bây giờ mình phải là làm sao mình đừng cho cái chỗ là thất vọng của người ta đó. Nhưng mà nó có cái tôi nói là có cái lỗi là lỗi gì quý vị? Tôi thấy số con người đó nha, là tôi có thấy rồi đó nha, nhưng mà tôi không nói ra nó biết lòng.
người ta nghèo, người ta không tiền, nói tôi không tiền, tôi không có mua cái máy, tôi muốn nghe đọc giảng, tôi muốn nghe thuyết trình, mình nói vậy móc cái máy ra luôn, có cái máy móc cho luôn, cho rồi mà về không nghe đọc giảng, mà không nghe thuyết trình quý vị, bắt toàn là tăng nhạc ca lương nghe không? Rồi quý vị thấy cái này là sao? Người ta công, người ta cho mình, không cái này nó có nhiều lắm nha quý vị, tôi nói điển hình một hai người nha, chứ cái này có số người đó. Người ta là thấy người ta cho đó, sẵn của người ta cho, thôi xin về. Người ta thấy nhà đó xin về mà không nghe giảng, mà không nghe thuyết trình, mà rồi để mà nghe là nhạc, nghe ca lương không, rồi có nghe được giáo lý của thầy là gì đâu, phải không? Rồi biết đường nào đó tu, phải không? Đó, mà bây giờ quý vị biết không, tu chỉ có hai đường thôi nha quý vị. Một là đường đi lên, hai là con đường đi xuống. Thấy không? Mà bây giờ hôm nay mình ở trong đạo Phật giáo và hảo, mình ở trong được tỉnh An Giang này. Bây giờ tôi nói thật với quý vị, nó quý biết như quý nó, quý vị ơi, tôi đừng có nói là địa ngục ở đâu nha. Quý vị mà đây mà quý vị mà lên Campuchia thôi, hay hoặc quý vị mà ra vùng ngoài thôi, là bây giờ quý vị thấy cái cảnh nó khổ cỡ nào rồi. Thấy không? Tôi chưa nói là Châu Phi, tôi chưa nói là các nước khác. Tôi nói là quý vị ra vùng ngoài thôi, hay qua Campuchia thôi, là thấy nó khổ. Bởi vì thầy nói là lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lột một ai. Thấy không? Thành tử là hôm nay đó, bây giờ quý vị ráng nghe lời theo giáo lý của thầy, giáo lý của Phật, tức là máy hát giảng đây. Quý vị tối, sáng và ngày quý vị có đi làm thuê, làm mướn cái gì đó, quý vị bắt máy lên nghe giảng, nhất là nghe những giáo lý viên để ta thuyết trình, mình nghe coi cách nào để mình tu. Mà giờ tôi nói thật quý vị, lực nhân quả thật là câu diễm. Thôi để tôi nói lực nhân quả một chút xíu nghe quý vị, để tôi kể lực nhân quả một chút xíu cho quý vị nghe nha. Quý vị đáng cố nghe nha, cái này nghe hấp dẫn lắm nha. Mà chắc cái này chắc ít ai kể lắm quý vị. Tôi cũng hay nhiều chuyện nha, thành thử là tôi mới kể cho quý vị. Hồi xưa đó quý vị, ở một cái khu vực này nè, có một ông cả ông giàu lắm, mà hai vợ chồng thì không có con quý vị. Thì đâu bề dưới đó khoảng một cây số có một cái ngã ba. Hai vợ chồng của người này nghèo lắm quý vị, nghèo khổ, nghèo như mình nó nghèo khổ. Sanh ra được đứa con không có tiền mua sữa uống, không có tiền lo đủ nhà nữa. Cái này là nó sao không? Dạ. À, thành tử ra từ chỗ đó là quý vị biết không, là coi như gia đình nó nghèo khổ, không có tiền lo cho con được mới sanh ra. Như vậy là